Chào mọi người, hôm nay mình lên clip giới thiệu mọi người lô cắt cỏ gồm 6 cây Mazuyama 26cc nóng 34 ly nhé. 26cc nóng 34 ly thì ở đây có 1, 2, 3, 4, 5, 6 cây. Cái tất cả đều là 34 ly nhé. Thì xin phép giới thiệu chi tiết cho mọi người từng cây một nhé. Cây số 1 hôm nay, cây mã của nó là BC26CSN Mazuyama Big M nhé. Đó, máy Mazuyama. Tất cả cây này thì máy chạy rất là ngon, mức độ bô vẫn rất là sáng, mức độ dàn áo hơi xấu tí thôi. Thì cây này nó là 26cc đồng 34 ly. Đó, tay ga nó này. Đó, cây số 1 thì cây này 34 ly nhá. Thì mình xin phép mọi người báo giá luôn cây này cho mọi người. Hôm nay báo giá nhanh đi. Thời bây giờ bình xăng này rất còn sáng, rất là sáng bóng nhá. Mã máy này L812587 này, Mazuyama nhá. Đấy, Made in Japan này. Đấy, các bác thấy không? Máy Nhật bãi nhá. Made in Japan này. Thì cây này em xin phép báo giá luôn cho mọi người. Giá của nó là 1.800.000 bao ship nhá. Bao ship toàn quốc anh em nhá. Bao ship toàn quốc thì nó đủ đồ lưỡi, đồ vặn dây đeo, chắn cỏ, quật cước hết nhá. Đó, cây này xin phép báo giá mọi người luôn là giá 1.800.000. Máy chạy rất ngon. Đấy, cái dàn áo này nó hơi bị xấu một tí thôi, nhưng không sao cả. Mua máy về đằng nào cũng dùng thôi, trước sau thì nó cũng phải dùng thôi. Chứ cây số 2 ngày hôm nay, cây này thì rửa mạnh quá bay mất tem rồi. Máy rất đẹp, máy rất mới luôn. Đó, tất cả đều nguyên bản hết. Seri máy này. Đó, lốc máy này. Chế nhá. Chế này. Còn bồ nhá. Đó. Thì cây này là đây. Mã nó này. KC26NX nhá. Đấy, cái mã này em bán rất là nhiều rồi, bán rất là chạy luôn. Đấy, cần tiết kiệm nhiên liệu nhá. Tay cá bóp này. Đấy, thì cây này em xin phép báo giá luôn đi. Giá là 2.1 triệu nhá. Các bác nào mua hàng đi lại em nhé. Cái số 2 thì giá này là giá em bao ship rồi, bao ship đủ đồ các bác nhé. Đấy, còn rất là đẹp. Em tiếc nguyên bản hết. Rồi, các bạn người cái số 3 KBC26M. Cái dòng này trong Mazuyama, cái dòng này chạy khá hay, chạy rất là bốc máy mà rất cực kỳ bền luôn. Thì em bán rất là nhiều. Em rất thích những con như thế này, chạy rất là ổn định luôn. Đó, thì được là trợ lực hồi nhé, Makita đời mới nhé, Mazuyama đời mới nhé. Mày nói lẫn nhiều quá, làm từ chiều mệt quá rồi nên nói lẫn hơi nhiều, các bác thông cảm. Đó, lúc máy này. Đó, có thấy không? Series máy nhá. Máy còn rất là đẹp. Cây này thì nó là tum nhôm nhá. Tung nhôm các bác nhé. Quay. Made in Japan, đầu ở Made in Japan nhé. Đây cây số 2. Đầu bò còn zin nguyên bản hết. Đây vẫn còn chấn cỏ nguyên nhé. Đây. Mazuyama. Đó, thương hiệu này. Quay phía mặt trước cho bác. Cây này thì em xin phép báo giá mọi người giá 2.1 triệu bao ship nhé, có trợ lực. Cây này cái số 4 thì Mazuyama MBC 2266. Đó, Mazuyama cái rất đẹp, cây này có trợ lực nhé. Bác nào mà lớn tuổi rồi thì mua cây, những cây này giật rất là nhẹ. Đó, giật rất là nhẹ, rất là nhạy nổ luôn. Đây còn một tí xăng này, em giờ nó gần nổ, không có xăng trong bình nhé. Chiều thử máy thì mình có ấy, máy rất là đẹp, Mazuyama nhé, trợ lực dành cho các bác lớn tuổi. Đẹp luôn này.
đậm hồng nhá. Đó, tất cả là nguyên bản hết. Tay lái này. Thì cái này em có chưa quên chưa lắp dây ga vào, không sao cả. Cái này em xin phép báo giá mọi người, giá 2 triệu bao ship cho các bác nhá. 2 triệu bao ship nhá. Giá rất là tốt luôn. Một cây Mazuyama, dòng Mazuyama Nhật bãi thì các bác không phải nghĩ quá nữa. Thương hiệu quá ổn rồi. Giá quá tốt cho anh em. Rồi cây số 5 ngày hôm nay. Cây này là KC26M1. Đó. Cũng là Mazuyama thôi. Cây số 5. Nguyên bản nhất các bác nha. Đó, rất là mới. Lốc máy này. Series. Thì những cây nào thì ôi giời, đây công tắc ở đây các bác nhá. Cái này bô nó rất là sáng này. Cái này trợ lực nhá, trợ lực hồi nhá, trợ lực hồi các bác nhá. Thì em ship phép báo giá cây này luôn cho các bác. Giá là 2 triệu bao ship nhá. 2 triệu bao ship đủ đồ các bác nhá. Đó. Máy rất là đẹp. Có tuyệt vời, một cây máy cắt cỏ. Mua một cái máy tàu bây giờ nó cũng gần 2 triệu rồi. Dùng rất là ăn rất là tốt xong. Cây cuối cùng ngày hôm nay cây số 6. Đó, máy là rất đẹp luôn, cây này quá đẹp. Khả năng là đẹp nhất ngày hôm nay rồi. MB267VKP. Cây này có trợ lực chưa? Đó, tay ga. Tay lái nguyên bản. Này rất đẹp. Chữ này, toàn chữ Nhật. Chả đọc ra gì luôn. Đệm hồng này. Cây này em xin phép báo giá mọi người. Giá là 2 triệu mốt bao ship nhá. 2 triệu mốt bao ship cho các bác nhá. Rồi. Rồi. Xin cảm ơn mọi người theo dõi. Các bác nào muốn mua hàng liên hệ số điện thoại 0976123320. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video nhá.